Nếu như bạn gặp người khác làm hại bạn thì bạn rất oan nghĩ. Tại vì sao vậy? Tội nặng trở nên nhẹ. Bây giờ bạn mắng tôi, bạn hủy báng tôi, rêu rao sanh sự, thì tội nghiệp của tôi hiện nay được quả báo nhẹ, không phải đọa vào tam độ. Hiện nay nếu nghiệp báo không tiêu thì tương lai đọa vào tam độ, vậy thì rất phiền phức. Cho nên người nào đến mắng ta thì ta dập đầu đảnh lễ họ. Tại vì sao vậy? Phải cảm ơn họ đã tiêu nghiệp chướng cho ta. Bạn xem, họ không sợ đọa địa ngục mà thay ta tiêu nghiệp chướng, ta phải cúi đầu cảm ơn họ. Cho nên không thể có tâm oán hận. Có tâm oán hận thì họ bị đọa, ta cũng bị đọa. Đọa vào địa ngục đời đời kiếp kiếp không bao giờ dứt. Điều này rất khổ. Cho nên nhất định phải giác ngộ, nhất định không thể kết oán với người khác. Nếu như có oán kết thì nhất định phải hóa giải, phải biết hóa giải, không thể kết oán. Ở trên kinh Thế Tôn nói với chúng ta về nhân quả. Cái nhân quả này đáng sợ đến mức độ nào? Bình thường chúng ta đối người tiếp vật như thế nào thì quả báo đời này hoặc đời sau nhất định sẽ trả lại. Không có người nào có thể trốn thoát. Hiểu được cái đạo lý này, tại vì sao chúng ta không dùng tâm quan nghĩ, dùng thiện ý mà đối với người, thì người ta đối xử lại với bạn cũng là dùng thiện ý. Tôi nhìn thấy người này không hài lòng, tương lai sẽ có rất nhiều người nhìn bạn cũng không hài lòng. Đây là sự việc phiền phức. Quả báo không chỉ có một, nó liên quan rất nhiều. Nếu ta tùy ý phê bình người này, hủy báng người kia, thì vào trong địa ngục. Ở cái địa ngục này, tất cả mọi người sẽ hủy báng bạn, tất cả mọi người đều làm nhục bạn. Phiền phức lớn rồi. Không phải nói là quan gia trái chủ của bạn lúc gặp bạn họ mới đòi nợ. Vào trong địa ngục không phải là như vậy. Khi bạn vào địa ngục hủy báng thì mắt bạn thấy, tai bạn nghe toàn là những lời hủy báng. Bạn chiêu cảm quả báo này, bạn nói xem bằng việc gì phải như vậy? Không biết được sự nghiêm trọng của việc này. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.